Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na, Bundhavadasutam. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi xá vệ Setavana Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông Anathapindika cấp cô độc. Rồi tôn giả Punna Phú Lâu Na vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Punna bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn giáo giới với lời giáo giới gián tắt cho con, để con có thể sau khi nghe Thế Tôn sống một mình nhàn tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Vậy này Punna, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Tôn giả Punna dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, thời do hoan hỷ tán thưởng, chấp thủ và an trú, dục hỷ sanh. Và này Punna, ta nói rằng, từ sự tập khởi của dục hỷ là sự tập khởi của khổ. Này Punna, có những tiếng do tai nhận thức, có những hương do mũi nhận thức, có những vị do lưỡi nhận thức, có những cảm xúc do thân nhận thức, có những pháp do ý nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ, tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, thời do hoan hỷ, tán thưởng, chấp thủ và an trú tham đắm, dục hỷ sanh. Và này Punna, ta nói rằng, từ sự tập khởi của dục hỷ là sự tập khởi của khổ. Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả hỷ, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ, không tán thưởng, không chấp thủ và an trú, thời dục hỷ diệt. Này Punna, ta nói rằng, từ sự diệt tận dục hỷ là sự diệt tận đau khổ. Này Punna, có những tiếng do tai nhận thức, có những hương do mũi nhận thức, có những vị do lưỡi nhận thức, có những cảm xúc do thân nhận thức, có những pháp do ý nhận thức, khả ái, khả lạc, khả hỷ, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ, không tán thưởng, không chấp thủ và an trú, thời dục hỷ diệt. Này Punna, ta nói rằng, từ sự diệt tận dục hỷ là sự diệt tận đau khổ. Này Punna, ông sẽ sống ở quốc độ nào? Nay ông đã được ta giáo giới với lời giáo giới gián tắt. Bạch Thế Tôn, nay con đã được Thế Tôn giáo giới với lời giáo giới gián tắt, có một quốc độ tên là Sunnapakranta, Tây Phương Du Na Quốc, con sẽ sống tại đấy. Này Punna, người nước Sunnapakranta là hung bạo. Này Punna, người nước Sunnapakranta là thô ác. Này Punna, nếu người nước Sunnapakranta mắng nhiếc ông, nhục mạ ông, thời này Punna, tại đấy ông sẽ như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu người nước Sunnapakranta mắng nhiếc con, nhục mạ con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sau: thật là hiền thiện người nước Sunnapakranta này, thật là chí thiện người nước Sunnapakranta này, vì rằng họ không lấy tay đánh đập ta. Bạch Thế Tôn, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunnapakranta lấy tay đánh đập ông, thời này Punna, tại đấy ông sẽ nghĩ như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunnapakranta lấy tay đánh đập con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sau: thật là thiện người nước Sunnapakranta này,
thật là chí thiện người nước Sanaparanta này, vì rằng họ không lấy các cục đất ném đánh ta. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này Buna, nếu các người nước Sanaparanta lấy các cục đất ném đánh ông, thời này Buna, tại đấy ông sẽ nghĩ như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sanaparanta lấy cục đất ném đánh con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sao? Thật là hiền thiện, các người nước Sanaparanta, thật là chí thiện, các người nước Sanaparanta, vì rằng họ không lấy gậy ném đánh ta. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này Buna, lấy gậy đánh đập ông nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sanaparanta lấy gậy đánh đập con, vì rằng họ không lấy đao đánh đập ta, Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này Buna, lấy dao đánh đập ông nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sanaparanta lấy dao đánh đập con, vì rằng họ không lấy dao sắc bén đoạt hại mạng ta, Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này Buna, nếu các người nước Sanaparanta lấy dao sắc bén đoạt hại mạng ông nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sanaparanta sẽ lấy dao sắc bén đoạt hại mạng con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sao? Có những đệ tử của Thế Tôn ưu phiền và nhàm chán thân thể và sinh mạng đi tìm con dao để tự sát. Nay ta khỏi cần đi tìm đã được con dao ấy. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Lành thay, này Buna, ông có thể sống trong nước Sanaparanta khi ông có được đầy đủ sự nhiếp phục và an tịnh này. Này Buna, ông nay hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi tôn giả Buna, sau khi hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, dọn dẹp sàn tọa, lấy y bát, rồi ra đi đến nước Sanaparanta. Tiếp tục du hành, tôn giả Buna đi đến nước Sanaparanta. Tại đây, tôn giả Buna sống trong nước Sanaparanta. Rồi tôn giả Buna nổi trong mùa an cư mùa mưa ấy, nhiếp được khoảng 500 nam cư sĩ. Cũng trong mùa an cư mùa mưa ấy, nhiếp độ khoảng 500 nữ cư sĩ. Cũng trong mùa an cư mùa mưa ấy, chứng được tam minh. Sau một thời gian, tôn giả Buna mệnh chung. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thiện nam tử Buna ấy, sau khi được Thế Tôn giáo giới, giới bài giáo giới gián tắc đã mệnh chung. Sanh thú của vị ấy là gì? Đời sau của vị ấy là thế nào? Này các tỷ kheo, thiện nam tử Buna là bậc hiền trí. Vị ấy thực hành pháp và tùy pháp, vị ấy không phiền nhiễu ta với những câu hỏi về pháp. Này các tỷ kheo, thiện nam tử Buna đã nhập niết bàn. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na, thứ 145.